xin chào quý vị và các bạn, vẫn là khung giờ quen thuộc 11:30 hàng ngày của cả Cato Sport được phát sóng trực tiếp trên fanpage Cato Sport. Với câu chuyện mang tính thời sự và nhận được nhiều sự quan tâm nhất lúc này, không gì khác ngoài U22 Việt Nam. Ngày hôm qua thì thầy trò huấn luyện viên Đỗ Thắng đã rời Hàn Quốc và có mặt tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia để chính thức bước vào chiến dịch cho SEA Games. Và ngày hôm nay tham dự buổi cà phê của chúng tôi, đó là hai khách mời, hai nhân vật đã quá quen thuộc, một cặp đôi rất ăn ý trên các chương trình của On Sport, đó là vlogger Minh Hải và Trang Mai En. Trang này thì đến bây giờ thì em có gì chia sẻ về U22 Việt Nam cho khán giả không? Cũng như anh vừa nói là hôm qua đội tuyển U22 Việt Nam chúng ta vừa đến Kuala Lumpur và đội của chúng ta là đội đến sớm nhất. Và ngày hôm qua thì chúng ta đã được nghỉ ngơi tại khách sạn 5 sao tại trung tâm. Và theo một thông tin em được biết là ban tổ chức, quy định của ban tổ chức là không được phép mang theo đầu bếp riêng. Nên em nghĩ là trong cái khâu ăn uống của các cầu thủ cũng sẽ gặp đôi chút khó khăn. Tại vì Malaysia là một đất nước đạo Hồi nên là họ sẽ cấm những cái liên quan đến thịt lợn như lúc anh Hải đã chia sẻ. Thì chẳng hạn như là chả này, giò này, ruốc là em nghĩ là các cầu thủ cũng sẽ không được ăn. Thịt hộp nữa. Vâng, đấy thịt hộp thì em nghĩ đấy cũng là một cái khó khăn của các cầu thủ. Một cái chia sẻ cũng rất là chị em đúng không nhỉ? Còn Hải sao? Thực ra thì trong những cái lần mà Minh Hải đi tác nghiệp ở bên Malaysia ấy, thì họ nói thật là họ có những cái quy định rất là khắt khe. Và đấy là tín ngưỡng của họ. Các cụ ta dạy rồi là nhập gia thì phải tùy tục. Nhưng mà tôi nghĩ là đấy cũng không phải là vấn đề quá lớn. Bởi vì là U22 Việt Nam của chúng ta, các cầu thủ của chúng ta vốn là những người mà đi đây đó cũng rất là nhiều. Và cái khả năng mà thích ứng với đồ ăn tôi nghĩ cũng không phải là vấn đề. Và bên cạnh đấy thì họ cũng cho phép chúng ta yêu cầu những cái món nấu theo cái công thức của chúng ta. Nhưng tôi nghĩ cũng không phải cái gì đấy nó quá nghiêm trọng. Tất nhiên thì đôi lúc anh em cũng sẽ cảm thấy thèm một chút gì đó. Nhưng mà hoàn toàn là chúng ta có thể là sử dụng theo cái hướng dẫn của các bác sĩ. Nói tóm lại là cá nhân tôi cảm thấy là mọi thứ cực kỳ bình thường, không có vấn đề gì cả. Và để chương trình ngày hôm nay được vui vẻ hơn, các bạn được tương tác và tham gia nhiều hơn vào chương trình, chúng tôi cũng có một câu hỏi để các bạn có thể nhận được phần thưởng. Câu hỏi của chúng tôi đó là: Công Phượng đã ghi được bao nhiêu bàn trong hai trận đấu giao hữu tại Hàn Quốc? Những câu trả lời sớm nhất và chính xác nhất gửi về trước 11:50 sẽ nhận được phần thưởng của chương trình, đó là chiếc áo của đội tuyển U22 Việt Nam với chữ ký của các cầu thủ. Để Trang có thể giơ cho các bạn xem đi. Đây ạ, đây. Quá đẹp. Một chiếc áo rất đẹp đúng không ạ? Chiếc áo này rất là đặc biệt. Rồi mọi người xem rồi, mọi người hãy cùng comment với chúng tôi đi ạ. Và trước khi bước vào buổi trò chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với biên tập viên Duy Anh, người đã theo sát đội tuyển trong hơn 10 ngày qua từ Hàn Quốc và đến Kuala Lumpur. Và biên tập viên Duy Anh sẽ cho chúng ta biết về những điểm nhấn mà anh đã cảm nhận được trong chuyến tập huấn của U22 Việt Nam tại Hàn Quốc. Xin chào anh Duy Anh ạ. Tình hình tại Malaysia hiện tại thì như thế nào rồi anh Duy Anh? Tùng, xin chào hai vị khách là anh Minh Hải và Trang Mai En. Mọi người có khỏe không? Còn tôi ở bên này thì mọi chuyện vẫn đang rất ổn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ khi mà trong thời điểm mà tôi đang ở Malaysia, Kuala Lumpur rồi. Thế nhưng mà những cái ký ức và những câu chuyện tại trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo vẫn là điều mà tôi không thể nào quên. Và điều đầu tiên mà tôi muốn nói với mọi người đó là về điều kiện ăn ở của đội tuyển U22 Việt Nam trong thời gian qua ở Hàn Quốc. Thật sự là hơi đáng tiếc khi mà hai ngày đầu tiên chúng ta phải ở bên ngoài do số lượng phòng ở trung tâm bóng đá Mokpo không đủ để đáp ứng cho tổng số thành viên của U22 Việt Nam là 36 người. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề quá đáng ngại khi mà chất lượng của khách sạn Sinan Beach và sau đó là trung tâm bóng đá Mokpo thì đều có cơ sở vật chất rất là tốt cũng như là điều kiện ăn uống cực kỳ là lý tưởng. Còn nói về mặt lực lượng tại đội tuyển U22 Việt Nam thì rõ ràng là một cái chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày với việc tập luyện, thi đấu và cọ sát với các đối thủ thì đáng mừng nhất đó chính là lực lượng của chúng ta được bảo toàn, không có những vấn đề về chấn thương quá đáng ngại. Dẫu vậy thì trong những ngày cuối thì Thanh Bình, tiền đạo Lê Thanh Bình có một chút gặp trục trặc về mặt dạ dày, hay như là Nguyễn Tuấn Anh thì phải căng cơ, phải có những giao án tập hồi phục với bác sĩ bên ngoài. Cũng bởi vậy mà trong những ngày cuối thì cả Thanh Bình và Tuấn Anh đều không tập luyện và thi đấu. Hai trận giao hữu thì sao? Vào ngày mùng 5 và mùng 9 tháng 8 vừa rồi thì chúng ta đã trải qua hai trận đấu giao hữu. Ngày mùng 5 thì là câu lạc bộ Mokpo City và sau đó 4 ngày là với Busan FC. Chúng ta đã thắng 4-1 và rồi 6-1. Những tỷ số rất là đẹp trong một trận đấu giao hữu và cực kỳ là lý tưởng trong một bước chạy đà cho một chiến dịch quan trọng như là SEA Games 29. Tuy nhiên thẳng thắn và thực tế mà nói thì hai đối thủ này vẫn chưa được xem là những đối thủ xứng tầm với đội tuyển U22 Việt Nam.
họ dù sao vẫn chỉ là những câu lạc bộ đang thi đấu tại giải hạng 3 của K-League. Còn một câu chuyện bên lề nữa mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ, đó chính là áp lực của huấn luyện viên Nguyễn Thắng trong thời gian này, khi mà thời điểm SEA Games 29 đang trôi ngược từng ngày. Và rõ ràng là huấn luyện viên Nguyễn Thắng cũng có những áp lực nhất định. Cũng phải hiểu cho áp lực mà huấn luyện viên Nguyễn Thắng đang phải đối diện. Nhưng trong khoảng 10 ngày tác nghiệp tại Trung tâm Bóng đá Quốc tế Bắc Bô, thì phóng viên bị phần nào hạn chế tác nghiệp của mình, khi trong những buổi tập thì huấn luyện viên Nguyễn Thắng chỉ cho anh em thực hiện buổi quay khoảng 15 phút đầu khi mà đội khởi động. Và sau đó thì việc quay hình hay là chụp ảnh cũng bị dừng lại và hạn chế ở mức tối đa. Vâng, xin cảm ơn anh Duy Anh. Anh Hải này, thì anh có đồng ý với những quan điểm mà anh Duy Anh vừa nêu không? Thực ra thì những cái thông tin mà Duy Anh đưa ra, Duy Anh đã có mặt ở đó và chia sẻ với chúng ta, thì đúng là chăm nghe không bằng một thấy, và anh đã chuyển đến thông tin cho chúng ta. Tôi là người ở Việt Nam, tôi cũng rất là hay liên hệ với anh Duy Anh và cũng cảm thấy cũng mừng. Có nhiều người thì đặt ra vấn đề là hai đối thủ chúng ta yếu quá, nên vậy thì những cái trận đấu như vậy nó có mang lại điều gì tốt đẹp cho chúng ta hay không? Thì như tôi cũng đã chia sẻ một lần rồi, với một số huấn luyện viên, đặc biệt là với một người cẩn trọng như anh Hữu Thắng, thì đương nhiên là cái sự bảo toàn lực lượng được đặt lên hàng đầu. Đấy là lý do vì sao trường hợp như của Tuấn Anh chẳng hạn. Tuấn Anh thì chúng ta đã biết rồi, kỳ SEA Games trước và AFF Cup vừa rồi thì đều bị chấn thương và lỡ hẹn. Thì năm nay trận đấu đầu tiên khi mà gặp Mokpo thì Tuấn Anh đeo băng đội trưởng, nhưng mà trận sau gặp Busan thì anh Hữu Thắng đã cho Tuấn Anh nghỉ 100%. Trong khi đấy thì Lê Thanh Bình lại có vấn đề về mặt dạ dày, thì chúng ta biết rồi là cũng được các bác sĩ chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Nói tóm lại là với anh Hữu Thắng thì cái chuyện mà xếp đặt đội hình cũng là một ưu tiên, nhưng quan trọng hơn là chúng ta phải bảo lưu, bảo toàn được lực lượng của chúng ta sang đất Malaysia. Với tôi thì những cái trận đấu như thế, những cái chiến thắng như vậy, nó cũng mang lại cái sự tự tin cho từng cầu thủ một, và tôi nghĩ là đấy là một điều tuyệt vời nhất trong cái chuyến tập huấn vừa rồi. Còn Trang thì sao, em quan tâm đến chi tiết nào nhất trong những điểm nhấn mà biên tập viên Duy Anh vừa gửi đến chúng ta? Em cũng như anh Hải, đó là nói về cái tình hình lực lượng, cũng như là Duy Anh chia sẻ là hai cái đội đối đầu của chúng ta là Mokpo City và Busan FC, thì hai đội đó chỉ là đội hạng 3 của K-League thôi. Nhưng mà em cũng nhớ chính cái câu chuyện của em mà anh Hải chia sẻ ngày hôm trước, thì là chúng ta không cần phải đối đầu với một đội quá mạnh. Tại vì anh Thắng qua những cái qua những cái trận đấu đấy thì sẽ thử được các vị trí. Ở cái trận Mokpo City anh đã thay rất rất nhiều lần, đúng không anh? Đấy, thì là qua đấy và đến bây giờ thì chúng ta vẫn được bảo toàn được lực lượng, không ai bị chấn thương cả. Em nghĩ đấy là một điều rất là đáng khen. Chính xác rồi, và tôi nghĩ là trong hai trận đấu vừa rồi chúng ta cũng có thêm rất nhiều những cái mình gọi là thu nhập về đội hình, đặc biệt là với cái sự ghi bàn trở lại của Hà Đức Chinh, hay là tỏa sáng trong một cái vai trò dẫn dắt lối chơi như là của Nguyễn Phong Hùng Duy. Tôi nghĩ là trong bối cảnh bây giờ thì có lẽ là khi đặt chân đến đất Malaysia rồi thì chiến dịch SEA Games của chúng ta bắt đầu. Và tôi bây giờ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến cái chuyện là chúng ta sẽ chuẩn bị xoay tour như thế nào, hút danh sách đội hình ra làm sao, điều kiện nơi ăn trốn tập như nào. Và đặc biệt một cái điều mà chắc chắn là tôi cũng sẽ kể cho quý vị nghe một vài những cái câu chuyện liên quan đến sự chuẩn bị của Hội Cổ động viên Việt Nam và người nhà của các cầu thủ đã có kế hoạch lên kế hoạch để sang Malaysia như thế nào. Tôi nghĩ bây giờ khi mà thời gian không còn nhiều nữa, những cái vấn đề liên quan đến chuyên môn cũng đã được chốt rồi, thì một trong những cái điều mà tôi quan tâm đấy là cái niềm cảm hứng của các cầu thủ và gia đình cổ động viên luôn luôn là một nguồn sức mạnh, tôi nghĩ là vô tận dành cho các cầu thủ của chúng ta. Nhưng tôi thì lại quan tâm đến chi tiết, đó là cái sự thay đổi của anh Hữu Thắng. Dường như là anh Hữu Thắng đang bị một áp lực rất lớn, hoặc là anh tự tạo cho mình cái áp lực đấy, khi mà anh có vẻ là hơi đóng cửa với truyền thông. Như đây đâu phải là anh Thắng mà chúng ta biết, đúng không nhỉ? Thực ra thì nói thật là khi mà anh Hữu Thắng có cái kế hoạch là sẽ đóng cửa để luyện công, thì tôi cũng cảm thấy là rất là có một cái chút gì đấy băn khoăn. Và nói thật là khi mà Duy Anh sang bên đấy, chúng ta cũng đã cố gắng hỗ trợ và luôn luôn đứng bên cạnh chia sẻ với huấn luyện viên Hữu Thắng. Nhưng mà cũng cảm giác là huấn luyện viên Hữu Thắng đang phải nói rất là cẩn trọng. Khi mà huấn luyện viên Hữu Thắng bay từ Việt Nam sang Hàn Quốc, chúng ta biết là trong cả chuyến bay đấy thì anh thức thông để anh làm việc. Và sang bên đấy, nói thật là tôi cũng có những cái thông tin từ các thành viên của ban huấn luyện, anh Thắng làm việc rất là vất vả, thậm chí là đã sinh ốm. Thì tôi nghĩ là chắc chắn rồi, chúng ta có thể ở ngoài, chúng ta cũng đã rất là khao khát, chúng ta rất là nhiệt huyết, thì những người ở trong sân, những người thi đấu, người ta phải nhiệt huyết gấp 100 lần. Và đương nhiên là anh Hữu Thắng, chúng ta đã biết rồi là 26 năm chúng ta tham dự SEA Games, chưa một lần chúng ta giành vàng, 5 lần chúng ta vào chung kết là 5 lần chúng ta giành huy chương bạc.
Hay là hôm vừa rồi thì chúng ta lên trên liên đoàn thì tôi lại nhìn thấy một cái cảnh, tức là mọi người tâm sự với nhau rằng là kỳ SEA Games này có thể là kỳ SEA Games cuối cùng của các cổ động viên. Một số các cổ động viên cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe không đảm bảo để có thể di chuyển được nữa. Nói tóm lại là anh Hữu Thắng chắc chắn là sẽ chịu một áp lực rất là lớn. Và sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ có một chương trình nói về những cái sự kỳ vọng của người hâm mộ, của các cầu thủ. Và sự kỳ vọng của chúng ta thì đôi khi lại là áp lực của thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng. Khi mà giải đấu của chúng ta cận kề rồi, tôi nghĩ cũng thế thôi. Tôi chuẩn bị lên đường sang Malaysia để tác nghiệp SEA Games. Tôi cũng cảm thấy là có một chút gì đấy, cũng cảm thấy là hơi căng thẳng một chút. Và mình phải chuẩn bị tất cả những gì có thể, từ cái kim sợi chỉ, từ gói mì cho đến cái sạc điện thoại. Tất cả mọi thứ đều phải chuẩn bị. Và tôi tin rằng là với một người mà đại diện cho một quốc gia trên mặt trận bóng đá thì đương nhiên huấn luyện viên Hữu Thắng phải ý thức được cái trách nhiệm đương nhiên của mình với Tổ quốc, với người hâm mộ. Chia sẻ với tôi thì anh Duy Anh có nói là anh khá là buồn khi mà hai cuộc phỏng vấn được sắp xếp với anh Hữu Thắng thì sau đó thì đều bị từ chối cả. Nhưng mà tôi nghĩ là anh Thắng từ chối Duy Anh thôi, chứ còn nếu mà Trang Ben mà phỏng vấn thì chắc khác nhỉ. Không, thực ra thì tôi cũng chia sẻ câu chuyện như thế này dưới góc nhìn của mình thôi. Sau hơn chục năm đi làm thì nói thật là chúng tôi nhận những lời từ chối của các cầu thủ, các huấn luyện viên là chuyện rất là bình thường. Nói thật là đôi khi có thể là tất cả mọi thứ chúng ta đã lên kế hoạch rồi, thậm chí là chúng ta đã lên kế hoạch cho những bài viết, cho những chương trình rồi, nhưng mà vì một lý do gì đấy mà huấn luyện viên cảm thấy là không sẵn sàng, hoặc là đôi khi họ cảm thấy là thất vọng sau một cuộc sau một trận đấu nó không được tốt. Nói thật chứ Sir Alex hay là Mourinho hay là Pep cũng đã từng bỏ họp báo mà. Chuyện đấy tôi nghĩ là cũng bình thường. Chỉ có một điều hơi đáng tiếc là nếu như huấn luyện viên Hữu Thắng mà khéo hơn một chút thì có thể sẽ làm cho các cầu thủ và cá nhân anh ấy cảm thấy thoải mái hơn. Chứ bây giờ chúng ta bắt đầu nhìn thấy tương đối căng rồi đấy. Trang có bao giờ nghĩ là mình sẽ đi làm phóng viên để phỏng vấn tại hiện trường không? Nếu mà được cử đi là em cũng sẵn sàng em đi luôn đấy ạ. Nếu bây giờ được hỏi huấn luyện viên Hữu Thắng một câu thì Trang Ben sẽ hỏi câu gì? Ví dụ anh Thắng là anh Hải là Hữu Thắng đi. Anh Hải là anh Thắng. Ví dụ tại đi. Vì em nghĩ bây giờ là vấn đề chuyên môn cũng như là tất cả các cái câu hỏi mà phóng viên Duy Anh của chúng ta đã đặt ra anh Thắng thì em nghĩ là nhiều rồi. Nếu mà bây giờ được hỏi anh Thắng một câu khó đấy nhá. Vậy anh ăn gì mà anh đẹp trai thế thì chết. Cũng khó đấy ạ, đúng là khó. Rất là khó. Và nhưng mà nếu mà được anh hỏi em là nếu mà có muốn đi không thì em rất muốn đi. Và cái khó của Trang Ben chính là cái khó của giới truyền thông Malaysia vào ngày hôm qua. Khi mà huấn luyện viên Hữu Thắng đến sân bay Kuala Lumpur, rất đông các phóng viên của Malaysia đã đứng ở đó, nhưng mà họ hoàn toàn không có một thông tin gì, mặc dù huấn luyện viên Hữu Thắng có trả lời. Đấy, tức là nhiều khi anh trả lời theo cái kiểu là mình trả lời để trả lời thôi. Còn tất cả những thông tin đều được giấu nhẹm. Vì bây giờ nói thật là chúng ta cũng đang rất cần để có thể giữ lại một cái bí mật nào đấy. Và tôi tin chắc rằng là trong những trận đấu đầu tiên, ví dụ như là gặp Timor Leste, ví dụ như là gặp Campuchia, chúng ta cũng phải giấu bài. Bởi vì hai trận đấu cuối cùng là hai trận đấu cực kỳ quan trọng, gặp Indonesia và gặp Thái Lan. Hai trận đấu đấy có thể là hai trận đấu quyết định đến vé vào vòng tiếp theo của chúng ta. Và đương nhiên rồi, bí mật, bất ngờ luôn luôn là thứ mà tạo ra được thành công cho chúng ta, đặc biệt là bóng đá. Hiện tại thì có rất nhiều các bạn đã comment để trả lời câu hỏi rồi và rất nhiều người đã trả lời đúng rồi. Và kết quả tôi xin phép là công bố sau. Còn bây giờ tôi cũng xin phép là đọc một vài comment của các bạn. Hiện tại có 3 câu hỏi này. Tôi sẽ hỏi anh Hải 2 câu và Trang Ben 1 câu. Bạn Vàng Nguyễn hỏi là cho em hỏi tình hình chấn thương của Tuấn Anh. Em thấy báo là Tuấn Anh có thể bỏ lỡ SEA Games 29 phải không anh? Tuấn Anh theo thông tin mình được biết thì Tuấn Anh không phải bị chấn thương mà bạn ấy bị căng cơ. Tức là bạn hoạt động hơi tích cực quá và bây giờ cái cơ của bạn nó không kịp hồi về cái thể trạng ban đầu. Thì bây giờ là phải tránh. Nếu như trong trường hợp mà Tuấn Anh mà vận động quá sức một tí thì có thể dẫn đến chấn thương. Và huấn luyện viên Hữu Thắng thì vẫn đang cố gắng giữ cho Tuấn Anh. Và cá nhân Minh Hải thì không cho rằng là Tuấn Anh sẽ lỡ SEA Games năm nay. Và huấn luyện viên Hữu Thắng đang cố gắng để giữ cho Tuấn Anh một cái thể trạng tốt nhất cho những trận đấu quan trọng nhất, mang tính quyết định nhất. Các bạn cứ yên tâm. Câu hỏi thứ hai, bạn Huy Hoàng nhưng mà có lẽ là hơi khó vì bạn ấy biết không giấu, nhưng mà em cứ đọc đại anh Hải nhá. Vâng. Anh Hải ơi, em lo cho hàng thủ U22 Việt Nam lắm, nhất là vị trí của người đá cặp với Tiến Dũng. Theo em thì nên để Đông Triều đá với Tiến Dũng, em nghĩ sẽ ổn hơn. Vì Đông Triều và Tiến Dũng cũng đá với nhau lâu rồi, anh nghĩ thế nào? Nếu như xét về quan điểm cá nhân thì mình cho rằng là Đông Triều là sự lựa chọn tuyệt vời. Nhưng nếu như Đông Triều mà đá cặp với Tiến Dũng thì chúng ta thấy là có một cái bất lợi rất là lớn. Không chiến đúng không? Đấy là không chiến.
mà bóng đá Việt Nam của chúng ta thì nói thật là rất là sợ những cái quả bóng bổng. Và tôi nghĩ là huấn luyện viên Hữu Thắng đương nhiên là phải đau đáu với câu hỏi đấy, và câu trả lời chính là cái thước đo cho thành công của huấn luyện viên Hữu Thắng. Cá nhân tôi thì cho rằng là cái sự lựa chọn nào cũng có hai mặt, có những cái thuận lợi và có những cái khó khăn. Có những cầu thủ cao 1m84, ở đội của chúng ta bây giờ có ít nhất là 4 cầu thủ cao 1m84 có thể đá được trung vệ, nhưng mà họ chỉ có lợi thế về chiều cao thôi. Kinh nghiệm, sự lì lợm, khả năng mà điều chỉnh, hay là chúng ta nói là khả năng chỉ đạo cả một cái hệ thống phòng ngự thì đôi khi lại không có. Cho nên là các cầu thủ trẻ của chúng ta rất là khó. Họ có sức trẻ, họ có chiều cao, họ có khát vọng nhưng họ lại không có kinh nghiệm. Cho nên là tất cả đều có hai mặt. Huấn luyện viên trưởng sẽ là người phải đưa ra quyết định xem là lựa chọn cái tố chất nào của từng cầu thủ cho từng đối thủ một. Đấy là điều quan trọng nhất. Có một câu hỏi của bạn Nguyễn Đông Hùng thì hỏi anh Hải, nhưng mà lại xin phép là chuyển sang Ben luôn. Đôi khi người không chuyên môn nói lại hay. Bạn Hùng nói là Trang Ben nghĩ là Văn Toàn có tỏa sáng không? Em nghĩ là Văn Toàn sẽ tỏa sáng thôi, tại vì bạn ấy là một cái người mà có cái đôi chân. Và hôm nọ thì em với anh Hải cũng đã nói rất nhiều về Toàn rồi. Em nghĩ là không có gì mà bạn ấy không thể tỏa sáng. Tôi xin đỡ lời một chút cho Trang Ben là có một cái số liệu. Bây giờ Văn Toàn chính là cầu thủ ghi bàn tốt nhất trong số tất cả những cầu thủ đang là học trò của huấn luyện viên Hữu Thắng mà còn thi đấu. Anh ấy ghi được tận 8 bàn. Và hiện nay cánh phải cũng là cái cánh mà chúng ta tạo ra được rất nhiều những cơ hội. Chúng ta đừng quên là đá hậu vệ phải bây giờ là Văn Thanh. Văn Thanh cũng đã có rất là nhiều bàn thắng, những đường truyền, những đường kiến tạo rất là tuyệt vời. Và Văn Toàn thì có một điều mà chúng ta đã nhìn thấy rồi là cực kỳ son bóng. Trong một số trường hợp không hiểu vì sao mà tự nhiên Văn Toàn từ đâu chạy đến và ghi bàn. Đấy, trận đấu gặp Afghanistan và gần nhất là chúng ta thấy là cái trận đấu ở vòng loại U23 châu Á. Thì nói chung là anh Hữu Thắng đang tính một cái nước tính là tạo ra rất nhiều những cái khoảng trống cho Văn Toàn. Văn Toàn thì có một cái đặc điểm là xử lý những quả bóng cận chân rất hay và đẩy quả bóng tốc độ để vượt qua đối thủ. Thì tôi nghĩ là đấy cũng là một cái vũ khí của chúng ta. Mà đương nhiên là cánh phải bây giờ là cánh tấn công chủ lực. Đương nhiên là ở bên phía cánh trái chúng ta cũng có Đoàn Văn Hậu, chúng ta cũng có Quang Hải. Và bên cạnh đấy thì chúng ta đang có một Công Phượng cũng đang trở lại. Chúng ta có một Hà Đức Chinh. Nói tóm lại là tất cả các vị trí đều có những cái vai trò riêng và sẽ được sử dụng trong những cái bối cảnh cụ thể. Có Võ Huy Toàn, ngôi sao của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 28 trên Singapore. Chính xác là vua phá lưới. Và Huy Toàn có comment là: các em vào sân thì hãy cố gắng hết sức mình nhé, may mắn sẽ đến với các em, chúc các em thành công. Đây là một cái lời chúc rất là tuyệt vời của Võ Huy Toàn dành cho các đàn em của mình. Tôi muốn nói một chút về Võ Huy Toàn được không ạ? Bởi vì là tôi muốn nói về kỳ SEA Games trước để nói về cái sự kỳ vọng ở kỳ SEA Games năm nay. Có lẽ là trong cuộc đời đi tác nghiệp rất là khó có thể quên được những khoảnh khắc. Và ở kỳ SEA Games trước thì giọt nước mắt của Võ Huy Toàn, của Quế Ngọc Hải, của Mạc Hồng Quân và có cả giọt nước mắt của anh Tuấn Châu Vàng là cổ động viên rất là nhiệt thành của Đoàn Thể thao Việt Nam cũng như của bóng đá Việt Nam. Có lẽ là tất cả những cái gì các thế hệ đàn anh, đàn chú chưa làm được thì đều đặt vào đôi vai của Công Phượng và các đồng đội. Và tôi tin một điều là vì sao mà các cầu thủ chúng ta lại khát vọng đến như thế. Trong một buổi nói chuyện với Võ Huy Toàn thì tôi biết được là tại sao Hà Đức Chinh lại đeo áo số 25. Anh Tùng có biết vì sao không ạ? Vì Hà Đức Chinh là bạn thân của Huy Toàn tại Đà Nẵng. Là em, là nhưng em. Cái số 25 chính là số của Huy Toàn. Huy Toàn. Tức là chúng ta nhìn thấy có một cái sự nối tiếp. Đúng rồi, nối tiếp. Hay nói chính xác hơn là chúng ta, những cái gì mà anh chưa làm được thì anh em sẽ dành cho em. Và những cái gì tôi đã nói xong rồi thì bây giờ lại dành cho anh Hoàng Tùng. Bây giờ chúng tôi đã nhận được rất nhiều comment của các bạn và cũng xin phép là đọc những comment vừa rồi thôi, vì những comment còn lại nếu mà đọc thì sẽ hết giờ mất. Anh Hải và Trang, này ngày hôm qua đội tuyển U22 Việt Nam đã có mặt tại Malaysia và được đón tiếp một cách rất là trọng thể, giống như là một việc một đội bóng lớn của châu Âu như là Barca hay là MU sang thi đấu giao hữu vậy, đúng không Trang? Đúng rồi, hôm ngày hôm qua thì em cũng đã xem được cái bức ảnh, tại vì là cái phóng viên rất là đông, phải em nhớ là phải gần 30 phóng viên của bên nước chủ nhà đã đến đấy để có thể rất là, em nghĩ rất là quan tâm, tại vì không biết theo em có phải thực tế là tại vì là để ứng cử viên cho chức vô địch thì có Việt Nam, Thái Lan và đội chủ nhà Malaysia, thì có phải là như thế là có hai lý do. Vâng. Một là đoàn đội sang bóng của chúng nhất. Ta là đội sang sớm nhất. Vâng. Và thứ hai nữa là bên chỗ đội bóng Malaysia thì họ nói rằng là họ muốn gặp Việt Nam ở bán kết. Đấy, cho nên là hai cái lý do đấy nó khiến cho chúng ta đây là những hình ảnh mà vâng, Duy Anh đã quay được. Trong đấy thì tôi đặc biệt để ý đến một vài những cái đài rất là lớn
Ví dụ như là đài Astro Arena, đấy là một cái đài truyền hình rất là lớn mà tôi có một anh bạn người Malaysia đang làm việc ở đó. Và ở đây chúng ta nhìn thấy, thực ra là ngày hôm qua tôi thấy rất là nể anh Thắng. Anh Thắng trả lời phỏng vấn nhưng mà tôi nghe xong tôi thấy hoàn toàn không có thông tin gì. Và chắc chắn là ngày hôm qua thì giới truyền thông của Malaysia đã bị việt vị. Anh Hữu Thắng ngày hôm qua đã dùng cái sự tinh tế của mình để đột phá qua một hàng phải nói là media truyền thông rất là hùng hậu của Malaysia. Nói chung là cá nhân tôi từ ngày hôm qua đến bây giờ cảm thấy là cái không khí của SEA Games nó bắt đầu hầm hập rồi. Và thực sự là bây giờ cảm thấy rất là háo hức để muốn chuẩn bị lên đường. Hôm qua tôi còn rất là xúc động khi mà thấy là ban tổ chức của nước chủ nhà SEA Games thì có một sự tiếp đón rất là nồng nhiệt, rất là chú đáo, đúng không cha? Vâng ạ. Ngày hôm qua thì em cũng đã biết một thông tin là nước chủ nhà đã rất là chú đáo với chúng ta, là từ khi mà ra cửa sân bay là đã có người tiếp đón này, xong rồi khi mà các cầu thủ xuất nhập cảnh ấy, thì chỉ mất khoảng 20 phút mà cho đoàn chúng ta là gần 30 người, tức nghĩa là tính ra là chưa đến một phút một người. 36 người. Vâng, đấy rất là nhanh, tức nghĩa là khi mà em đi đâu mà em xuất nhập cảnh là nó rất là mất thời gian. Đúng rồi, tức nghĩa là đoàn mình còn đi đông, tức nghĩa là có rất là tốt đúng không ạ? Đây là cảnh mà đoàn Việt Nam được đặt cách đi một đường riêng này, có hướng dẫn viên riêng để làm sao mà họ có thể hoàn thành tất cả các thủ tục nhanh nhất. Cách đây khoảng tầm một tuần, khi mà Minh Hải sang Tổng cục Thể dục Thể thao và có đến nói chuyện với chị Nguyễn Thị Bích Vân là vụ trưởng vụ quan hệ quốc tế, thì ngày mùng 8 vừa rồi thì chị Bích Vân đã sang Malaysia và đã yêu cầu có một cái chế độ đón tiếp cũng như là ăn tập đặc biệt cho đoàn thể thao Việt Nam. Vì chúng ta biết là trong giai đoạn này là giai đoạn mà chúng ta sang Malaysia thôi, nhưng mà ban tổ chức là chưa tiếp nhận. Bởi vì là 4 ngày trước khi thi đấu thì chúng ta mới trở thành người của SEA Games. Lúc đấy người ta mới đưa đón, người ta mới phục vụ mình. Nhưng bây giờ thì chúng ta đã sang rồi. Thì cái khâu tiền trạng của chúng ta rất là tốt. Từ cái chuyện nơi ăn trốn tập, từ cái SIM cho mọi người để làm sao liên lạc được với nhau. Và tôi nghĩ là đấy là điều rất là tốt. Chúng ta đang có một cái kỳ SEA Games mà chúng ta kỳ vọng rất là nhiều. Thì đi liền với cái đấy là sự chuẩn bị, tôi nghĩ là tốt so với các kỳ SEA Games trước. Tôi nghĩ là ngày hôm qua báo chí của nước chủ nhà Malaysia quan tâm đến Việt Nam cũng một lý do như anh Hải nói là họ nghĩ họ sẽ gặp Việt Nam để bán kết, đúng không ạ? Họ cũng sẽ đặt rất là nhiều kỳ vọng vào những ngày tới đây tại Malaysia sẽ là những ngày mà thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng sẽ phải đối mặt với cả không chỉ là phóng viên Việt Nam đâu mà sẽ là rất đông phóng viên của nước chủ nhà. Và ngày hôm qua thì họ đã đón Việt Nam rất là trọng thị tại sân bay, rất là sự quan tâm. Chúng ta sẽ cùng xem là họ đã dành những cái tình cảm như thế nào dành cho đội tuyển U22 Việt Nam. Star TV, Astro Arena và những đại diện khác của truyền thông Malaysia đã có mặt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur từ 16 giờ, nhưng thời gian chờ của họ phải kéo dài thêm do chuyến bay chờ đội tuyển U22 Việt Nam đến muộn hơn so với dự kiến. Với họ, Việt Nam luôn là một trong những đội tuyển mạnh của khu vực. U22 Việt Nam vẫn luôn là một ứng cử viên cho chức vô địch bên cạnh Thái Lan, Indonesia và cả Malaysia. Chúng tôi tin vào sự dẫn dắt của huấn luyện viên ông Kim Sui để có thể đưa Malaysia vào đến bán kết. Còn Việt Nam luôn là một sự quan trọng từ các đối thủ ở khu vực. Mặc dù xem U22 Việt Nam là đối trọng tại SEA Games lần này, nhưng truyền thông Malaysia vẫn tập trung vào các đối thủ tại bảng A của họ trước khi nghĩ tới những đối thủ tiếp theo. Chúng tôi hiện đang tập trung vào bảng đấu của mình, vượt qua vòng bảng thì mới tính tiếp đối thủ tiếp theo. Nhưng chúng tôi vẫn luôn theo dõi sự chuyển động của đội tuyển các bạn, vì như đã nói, họ là một đối thủ đáng ngờ. Những anh bạn này đã nhờ chúng tôi thu xếp một cuộc phỏng vấn với huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng ngay khi đội tuyển xuất hiện. Họ muốn biết U22 Việt Nam đã có sự chạy đà như thế nào trước khi đến với SEA Games. Và trên hết, truyền thông Malaysia đã nghĩ đến một cuộc chạm trán với chúng ta ngay từ bán kết, theo như chia sẻ của Fadri Haziz. Vậy cảm xúc của anh Hải và Trang sau khi xem đoạn băng vừa rồi là như thế nào? Trang trước đi. Em xem đoạn băng vừa rồi thì nói chung là em cũng thấy được cái tấm thịnh tình của bên nước họ, nhưng mà mình cũng thấy rất là vui khi đội tuyển của mình được quan tâm cũng như là có cả đồng bào người Việt tại Malaysia cũng đến để chụp ảnh. Và em thấy hình ảnh các cô, các chị mặc cái chiếc áo dài đứng chụp ảnh cùng đội tuyển rất là đẹp, và em rất là cảm thấy rất là vui khi xem clip vừa rồi. Tôi thì đúng như Trang vừa nói thì tôi muốn phát triển thêm một cái ý nữa thôi, là các kiều bào Việt Nam ở Malaysia thì đang có một cái cuộc gọi là hiệu triệu tất cả những người mà người Việt Nam của chúng ta đang sống, làm việc và học tập trên đất Malaysia thì có thể là dồn về. Khi mà nói đến Malaysia thì Minh Hải không bao giờ quên một cái kỷ niệm. Đấy là năm 2010, khi mà chúng ta sang Bukit Jalil thì Minh Hải đã được gặp một nhóm các cổ động viên.
Và nói thật là lúc đấy thì Minh Hải có mặc một chiếc áo có cờ đỏ sao vàng và in hình ảnh của ông Calisto chìm. Và họ đi, họ xin bằng được. Và họ nói rằng là bọn em ở bên này thì bọn em có mang cờ, mang tất cả mọi thứ rồi. Nhưng bọn em rất là muốn lấy cái áo của anh để đi cổ vũ và để coi như đấy nó như là một cái hình ảnh biểu tượng và để liên kết tất cả mọi người lại. Và cuối cùng thì Minh Hải đã tặng lại họ. Và đúng về sau khi mà trận đấu mà chúng ta diễn ra trên sân thì tôi đã nhìn thấy cái áo đấy đã biến thành một cái lá cờ. Và tôi cảm thấy là rất là vui. Nói chung là bà con của chúng ta bên đấy thì rất là tuyệt vời. Và tôi tin chắc nếu các cầu thủ của chúng ta cần những cái món ăn thuần Việt, họ sẽ biết là mua ở đâu. Và lúc đấy thì chúng ta cảm thấy rất là sướng. Đi sang nước ngoài, đặc biệt là ở Malaysia, thì các cổ động viên của chúng mình rất là thích gặp những đồng bào của chúng ta được nói tiếng Việt, đã là một điều rất là tuyệt vời rồi. Thậm chí còn có những người mà còn gửi đồ để cho các phóng viên mang về cho người thân. Tôi nghĩ là đấy là điều rất là tuyệt vời và chúng ta đang có một cái sự cổ vũ thực sự là lớn lao đến đất, trên đất nước bạn. Sau khi chúng ta đã chịu, đã đang phải đối mặt với một cái áp lực ngày càng lớn. Bởi vì khi mà giới truyền thông của Malaysia họ đến họ đón tiếp như vậy thì bản thân các cầu thủ trẻ của chúng ta chắc chắn ít nhiều sẽ chịu áp lực. Bây giờ tôi cũng xin phép là đọc một số comment, vì rất nhiều các bạn comment rồi chúng ta sẽ phải đọc lại các bạn để giao lưu các bạn thôi. Vì có bạn là Trần Văn Phát nói là cho em hỏi, trận đầu tiên chúng ta thi đấu với một sân vận động không được tốt thì đó có phải là điều bất lợi cho đội tuyển chúng ta trong ngày ra quân hay không, vì lối chơi của chúng ta chủ yếu là phối hợp nhỏ, bàn bật ngắn. Chắc chắn là trong hôm nay thì chúng ta sẽ có những cái phóng sự của biên tập viên Hoàng Duy Anh sẽ gửi về từ Malaysia. Và lúc đấy thì chúng ta phải nhìn thực sự là cái chất lượng mặt sân như thế nào. Thực ra thì cá nhân tôi cho rằng là khán đài to hay nhỏ đôi khi nó không quá quan trọng. Bởi vì là chúng ta đang đá sân khách. Nếu như mà chúng ta gặp Malaysia ở trên một cái sân vận động mà sức chứa nó càng ít thì có khi lại càng tốt cho chúng ta, đúng không ạ? Nhưng mà cái chất lượng mặt sân là điều mà chúng ta hết sức quan tâm. Bởi vì hiện nay đội bóng của chúng ta thì chơi phối hợp nhỏ, chơi kỹ thuật và đặc biệt là chơi bóng sệt rất là nhiều. Cho nên chất lượng mặt sân nó sẽ một phần quyết định cái tính chính xác trong những đường truyền, trong những pha phối hợp. Nên tôi nghĩ đây cũng là một điều mà chúng ta cảm thấy hơi quan ngại. Nhưng mà không sao cả, các cụ đã dạy rồi, khó làng thì khó ta, khó các đối thủ thì cũng là khó chúng ta tức là cũng khó đối thủ. Trang này có nhiều comment lắm, thì em muốn đọc hộ anh được không? Anh mắt cũng hơi kém rồi, đọc đi. Okay, có gì mọi người muốn xem Trang đọc hơn ấy, nhiều quá. Ok đúng không ạ, em sẽ đọc hộ anh Tùng nha. Và bạn Bùi Xuân Thắng có chia sẻ là huấn luyện viên Hữu Thắng từ chối truyền thông. Theo mình nghĩ thì đơn giản là anh Hữu Thắng cần sự tập trung cao nhất cho SEA Games. Giống việc là đi đòi nợ mà ông khác nợ. Niềm nở mời nước đon đả thì 90% là không đòi được. Nhưng ông ấy mà đuổi xôn xôn về thì chắc chắn là tương lai sẽ đòi được nợ sớm. Vậy nên anh Hữu Thắng mà tập trung là tốt anh em ơi. Cũng là một cái ví dụ rất là hay đúng không ạ? Bạn nữa có chia sẻ là ngày 14 sẽ chốt danh sách dự SEA Games. Theo quan điểm của chú Hải thì chú có ý kiến gì không ạ? Thực ra thì mình biết là ngày hôm nay rất là nhiều người quan tâm đến cái chuyện là chúng ta hút danh sách và những cái tên nào sẽ được đăng ký. Nhưng mà nói thật là bởi vì hiện nay thì trong chương trình của chúng ta đang có rất nhiều những cầu thủ đang xem. Và một trong số những cầu thủ đang xem mà tôi đang nhìn thấy thì nhiều khả năng là trong nhóm nguy cơ cao. Và tôi nghĩ là dù chỉ còn một ngày thôi thì chúng ta sẽ tập trung 100% cho cái mà chúng ta gọi là nghĩa vụ quốc gia. Cho nên là trong thời điểm này nó chưa phải là thời điểm phù hợp để chúng ta nói về những cái sự lựa chọn của huấn luyện viên Hữu Thắng. Mặc dù bây giờ trong đầu anh ấy đã có những sự lựa chọn của mình rồi. Và tôi nghĩ là cũng giống như chúng ta thôi, khi mà chúng ta đang cố gắng và trong đầu chúng ta vẫn còn một chút hy vọng có thể lật ngược thế cờ, thì hãy để cho mọi người có một cái sự nhiệt huyết, tập trung toàn tâm toàn ý. Và đây là câu hỏi, có lẽ là câu hỏi duy nhất mà Minh Hải xin phép sẽ được trả lời trong một chương trình khác. Thế bây giờ Bạn Ngô Tiến Đại có một chia sẻ rất đáng yêu anh ạ. Là anh bạn ấy bảo là 4 năm trước em hứa với người yêu khi nào Việt Nam vô địch SEA Games thì anh sẽ cưới em. Hy vọng là năm nay Việt Nam sẽ vô địch. Thì cũng rất là hy vọng thôi. Thực ra cũng rất là may là mới có 4 năm. SEA Games là chúng ta lần đầu tiên chúng ta dự là năm 1991 khi chúng ta quay trở lại. Đến bây giờ là 26 năm rồi. Đấy, thời đấy là thời còn có anh Văn Dũng. Bây giờ anh Văn Dũng thì cũng lớn tuổi lắm rồi. Nói chung là chúng ta đừng đưa ra bất cứ cái mốc gì mà chúng ta không quyết định được. Đúng không ạ? Đúng ạ. Chứ bây giờ mà ví dụ như là người yêu của Trang Ben mà nói là khi nào mà đội của chúng ta vô địch SEA Games thì anh sẽ cưới em, thì có khi là đến tháng 9 là làm đám cưới. Rất nhanh đúng không ạ? Bạn Đức Thiện có chia sẻ là
Em nghĩ là nên kéo Duy Mạnh về trung vệ, anh ta có thể chơi một lúc hai vai trò để Tuấn Anh và giữ Xuân Trường ở khu trung tuyến, giữ Đức Chinh trung phong, vậy rất cân bằng và hợp lý. Cách khác có thể giải phóng Văn Toàn và Quang Hải ở hai biên. Anh Hải suy nghĩ gì về suy nghĩ của em? Mình thì với tư cách là người quan sát cũng như là một người cũng đã hỏi nhiều liên quan đến vị trí của Duy Mạnh. Nói thật là nếu mà chúng ta kéo Duy Mạnh về đá trung vệ thì có thể là cái khả năng phòng ngự của chúng ta ở hàng hậu vệ có thể tốt hơn, không chiến tốt hơn. Nhưng mà phòng ngự từ xa lại là một vấn đề rất là lớn. Và tôi nghĩ là bây giờ có lẽ là huấn luyện viên Hữu Thắng đang có một sự lựa chọn thực sự khó khăn, là sẽ có chọn là Tuấn Anh và Xuân Trường đá cặp với nhau hay không. Bây giờ thực sự đang là một vấn đề rất là khó. Hôm vừa rồi thì biên tập viên Quang Sáng của chúng ta đã có phỏng vấn với Ngô Hoàng Thịnh về cái cách chơi cũng như là cái ý tưởng chơi bóng, vai trò, nhiệm vụ của cái vị trí chúng ta gọi là vị trí phòng ngự từ xa, tiền vệ trụ. Thì nói thật là đến bây giờ vẫn chưa ai có thể thay thế được Ngô Hoàng Thịnh. Và chúng ta thấy là trong cái trận đấu mà gặp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, chúng ta thắng với một cái tỷ số phải nói là rất là thuyết phục. Mà trong trận đấu đấy thì Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh đều thi đấu rất là tốt. Thì đấy là trận đấu mà chúng ta nhìn thấy có một người hùng thầm lặng, đấy chính là Ngô Hoàng Thịnh. Và tôi nghĩ là chúng ta nên cố gắng tạo ra một cái sự thoải mái về mặt tâm lý cho từng cầu thủ. Có những trận đấu mà chúng ta tấn công áp đặt thì chúng ta có thể sẽ giải phóng vị trí của Duy Mạnh ở chỗ khác. Nhưng nếu trong một trận đấu mà chúng ta chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh, chúng ta kết liễu trận đấu chỉ trong một vài tình huống phản công, thì lúc đấy có thể chúng ta sẽ sử dụng Duy Mạnh ở chỗ khác. Nói tóm lại, tất cả những vấn đề về mặt chuyên môn chúng ta hãy nhường lại cho huấn luyện viên Hữu Thắng. Và chắc chắn là anh sẽ có câu trả lời ở trên sân trong từng trận đấu. Còn ngày hôm nay thì tất cả chúng ta lạm bàn ở đây cũng chỉ là gọi là làm cho cái ly cà phê của chúng ta thêm phần mặn mà đậm đà mà thôi. Trang có thể chọn là hai comment vui vui nhé. Đây, có một comment rất vui là chính là của anh Long Thổi anh ạ. Anh Long Thổi có đố anh Minh Hải là đố Minh Hải biết món ăn Malaysia đặc sản gì trong các bữa ăn. Thực ra anh Long Thổi cái đấy thì với tôi quá dễ. Cái món đấy tên tiếng Malaysia là Saklay Umakai. Đúng ạ. Đúng ạ. Và em sẽ chọn một cái comment nào vui vui nhá. Đâu nhỉ? Các bạn thì lại hỏi rất nhiều về chuyên môn anh ạ. Thôi chúng ta sẽ trở lại với các bạn trong tiếp theo đi. Ok anh. Rồi, cảm ơn Trang. Nãy giờ thì cũng đã nghỉ được rất nhiều rồi. Anh Hải này thì ngày 13 tháng 8 này thì đội tuyển sẽ chốt danh sách tham dự. Nhưng mà có anh nếu mà được nhắn nhủ với các cầu thủ một điều thì anh sẽ nhắn nhủ điều gì? Thực ra đây là câu mà Minh Hải chắc là cũng nói rất là nhiều lần rồi. Là chúng ta đại diện cho một quốc gia, chúng ta cố gắng làm sao thi đấu hết mình. Chúng ta đừng nghĩ quá nhiều đến những vấn đề liên quan đến thành tích. Chúng ta cứ cố gắng thôi, tập trung chơi từng trận đấu, chơi từng tình huống. Và nói thật là với bất cứ một kết quả dù như thế nào chăng nữa, khi chúng ta đã cố gắng hết mình, chúng ta chơi bằng tất cả khả năng, tất cả sự cố gắng, thì người hâm mộ luôn luôn ở bên cạnh tất cả các bạn. Và gửi một lời từ Việt Nam là chúng tôi luôn luôn tin và song hành cùng tất cả các bạn. Còn Trang thì sao? Em có lời gì gửi đến các cầu thủ? Em cũng nghĩ như anh Hải, đó là tất nhiên là khi mà tâm lý những cầu thủ hiện nay đang ở trong nhóm nguy hiểm thì chắc chắn là họ sẽ cảm thấy có đôi phần bất an và nói chung là cũng sẽ có lo lắng về tâm lý. Nhưng mà để mà huấn luyện viên Hữu Thắng chọn ra những cái tên ở lại thì đúng, tất cả nó chỉ sẽ vì một cái sức mạnh chung. Và em nghĩ là tất cả các cầu thủ đều đã có những cái cống hiến nhất định cho đội tuyển Việt Nam, mặc dù là sau đây có thể có một số người sẽ bị rút khỏi danh sách, nhưng mà em mong rằng là mọi người vẫn luôn thi đấu cho đến ngày cuối cùng và luôn vì màu cờ sắc áo để thi đấu tốt nhất. Tôi xin phép anh Hoàng Tùng để nói thêm một chi tiết này nữa. Tôi nghĩ là chi tiết này sẽ là chi tiết mà mang tính động viên rất là cao với các cầu thủ của chúng ta, là người nhà của các cầu thủ cũng đã chuẩn bị hành trang để lên đường. Bố mẹ Văn Toàn, bố mẹ Văn Thanh, bố mẹ Lương Xuân Trường cũng đã chuẩn bị hành trang rồi. Và theo thông tin từ huấn luyện viên Trương Quang Vinh là người thầy đầu tiên của Công Phượng, thì Công Phượng cũng đã có lời mời thầy. Tất cả mọi người đều đang sẵn sàng để song hành cùng các đội tuyển của chúng ta, đặc biệt là trong một cái kỳ SEA Games mà chúng ta đặt một cái mục tiêu rất là cao. Khi đặt chân đến Malaysia thì anh Hữu Thắng đã nói là tôi đã từng dự SEA Games với tư cách là một cầu thủ nhưng chưa có được huy chương vàng, và tôi muốn hoàn thành cái giấc mơ của mình trên vai trò là một huấn luyện viên. Và trong ngày đầu tiên mà anh Hữu Thắng nhậm chức huấn luyện viên trưởng các đội tuyển quốc gia, thì lúc đấy tôi có hỏi anh Hữu Thắng rằng là cái tấm huy chương vàng có ý nghĩa như thế nào với anh. Thì anh nói rằng là trước khi bố và mẹ qua đời thì anh đã nhận được một cái lời đề nghị là hãy dốc hết sức mình
và cố gắng mang vinh quang về cho Tổ quốc. Và anh nói rằng là tấm huy chương vàng là điều mà anh cực kỳ quan tâm và nó rất có ý nghĩa với anh. Cá nhân Minh Hải cho rằng là chúng ta đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia, nhưng hãy khơi gợi tinh thần chiến đấu bắt đầu bằng những thứ gần gũi nhất với chúng ta, đó chính là tình cảm gia đình, tình cảm ruột thịt. Và chắc chắn nếu các bạn thi đấu hết mình thì không ai trách các bạn cả, dù kết quả nó có thế nào chăng nữa. Và đôi khi chúng ta chiến đấu hết mình bằng một cái ý chí quật cường, cố gắng cải thiện tất cả những điều kiện có thể để có được màn trình diễn tốt nhất, thì biết đâu đấy điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Và đấy là điều mà chúng tôi chắc chắn là sẽ rất là kỳ vọng. Và kỳ SEA Games năm nay cũng là một kỳ SEA Games mà có lẽ là cũng rất là đặc biệt với các phóng viên của chúng ta. Chúng tôi cũng đã có một đoàn công tác, anh Duy Anh thì đang có mặt ở Malaysia, và đại quân của Bóng Đá TV, Thao TV và On Sport cũng đã chuẩn bị lên đường. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị thiết bị sẵn sàng rồi. Tất cả chỉ mong muốn mang đến cho các bạn những thông tin hay nhất, những câu chuyện xúc động nhất. Và ở kỳ SEA Games thì chúng ta biết rồi, không biết khi nào chúng ta có được tấm huy chương vàng, không biết khi nào chúng ta sẽ có những câu chuyện hay, thì một việc đơn giản nhất, các bạn có thể like On Spot của chúng tôi để chúng tôi có thể chuyển đến các bạn những thông tin hay nhất, những thứ phim hay nhất, và đấy là thành quả lao động của cả một ekip chúng tôi. Giống như anh Hải vừa nói thì anh Thắng bản thân anh có một khát khao rất là lớn. Bởi thế nên mà ngày 13 tháng 8 Tây, nếu mà anh ấy công bố danh sách đội hình mà không có ai hay thiếu ai thì tôi nghĩ là các cầu thủ cũng không lấy đó làm niềm vui, nỗi buồn, khi mà tất cả các cầu thủ 28 cầu thủ tập trung từ đầu đến giờ thì mỗi người đều đã đóng góp một phần nào đó cho đội tuyển, dù ít dù nhiều, và họ cần phải tự hào về điều đó. Tôi cho rằng đôi khi chúng ta chấp nhận mọi thứ cũng là cách mà chúng ta đóng góp cho tập thể. Tôi muốn nói đến một trường hợp, đấy là anh Trần Đức Cường. Anh là thủ môn số 3 của đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ở AFF Cup. Tức là trong tất cả các trận đấu anh không được bắt trận nào cả, nhưng ngày nào cũng ra tập và anh cũng tập rất là nhiệt. Và anh nói rằng là tôi luôn chuẩn bị một cái tâm thế sẵn sàng khi được huấn luyện viên trưởng gọi là vào sân. Nhưng ngay cả khi không được vào sân thì để tập cho các đồng đội của mình chinh phục được đỉnh cao vinh quang, tôi cũng cảm thấy hài lòng. Và đấy cũng là sự cống hiến cho Tổ quốc. Tôi nghĩ là chắc không cần phải nói gì nhiều nữa. Đấy cũng chính là thông điệp mà chúng ta muốn gửi đến tất cả các cầu thủ của chúng ta, kể cả những cầu thủ đang có mặt ở Malaysia hay là những cầu thủ đang ở nhà. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì tôi cũng xin công bố người chiến thắng trong câu hỏi tương tác ngày hôm nay, đó chính là bạn Anh Thế. Bạn đã trả lời chính xác với đáp án là 2 bàn thắng. Và 2 bàn thắng này đều được Công Phượng ghi trong trận đấu với cả Busan FC, trận đấu thứ 2 của đội tuyển U22 Việt Nam tại Hàn Quốc. Và những thông tin vừa rồi hay những chia sẻ của Trang Mayen, của anh Minh Hải cũng đã khép lại chương trình Cà phê On Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại mọi người vào 11:30 ngày mai cũng trên On Sport.